Một năm sau ly hôn, Hà Thanh Xuân mới dám hé lộ bí mật động trời với vua cá coi, vợ cũ ngầm xác nhận. Ngày 10 tháng 9 vừa qua, Hà Thanh Xuân chính thức công bố cô và vua cá coi Thắng Ngô chưa từng đăng ký kết hôn, đã chia tay chỉ sau 2 tháng đám cưới. Ngoài ra, nữ ca sĩ tiết lộ mình gần như trầm cảm sau hôn nhân vì lý do từ phía của vua cá coi. Thông tin này gây xôn xao dư luận. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: trước đây và đến bây giờ, Xuân chưa từng đăng ký kết hôn. Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của cả hai bên gia đình và hai người trong cuộc tưởng chừng như mối quan hệ màu hồng, đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng, đúng như nhận định của cả nhà. Sau lễ cưới đó, Xuân đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ một bình luận nào trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho biết cô và đại gia Thắng Ngô chia tay vì phát sinh nhiều vấn đề trong cuộc sống. Sau đó một thời gian ngắn cạnh nhau, cả hai đã phát sinh ra nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng. Xuân đã sống một mình trong một năm vừa qua, mong rằng những gì đã qua là một bài học để Xuân được chín chắn hơn trong mọi quyết định của cuộc đời mình. Hà Thanh Xuân tiết lộ sẽ tập trung cho âm nhạc. Rất mong mọi người vẫn yêu thương và tôn trọng việc riêng tư về sự đổ vỡ tình cảm này của Xuân. Nữ ca sĩ chia sẻ, vì chưa đăng ký kết hôn nên chúng tôi không cần phân chia tài sản gì cả. Hiện tại cô đã về Mỹ cùng với gia đình của mình. Hà Thanh Xuân sinh năm 1988, đi hát từ năm 17 tuổi, gây chú ý từ cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2005. Sau đó, cô theo gia đình sang Mỹ định cư và trở thành giọng ca được nhiều khán giả yêu mến. Sinh ra trong một gia đình giàu có lại biết kiếm tiền, việc lựa chọn kết hôn với doanh nhân Thắng Ngô hơn 13 tuổi và đã có con cũng là quyết định khiến cho sự nghiệp của Hà Thanh Xuân đi vào bế tắc. Cô và doanh nhân Thắng Ngô quen biết nhau qua một đạo diễn, bắt đầu tìm hiểu vào tháng 4 năm 2021. Lúc này, vua cá coi và vợ cũ mới ly hôn. Đang nói trước đó, vua cá coi khi tham gia chương trình Siêu Trí Tuệ vào tháng 11 năm 2019 đã từng tiết lộ vợ cũ là người đồng cam cộng khổ cùng với mình từ ngày tay trắng. Mình đến với bà xã lúc không có đồng nào, còn đang âm tiền khi bắt đầu sự nghiệp cá coi. Cũng rất may vì bà xã luôn luôn đồng cam cộng khổ. Nếu không có cô ấy, sẽ không có Thắng Ngô của ngày hôm nay. Chuyện tình đẹp là vậy, nên bước quay xe chóng vánh đến bên Hà Thanh Xuân gặp nhiều tranh cãi. Không ít người dèm pha, mỉa mai, vua cá coi, giàu sang thì lại đổi vợ. Ngược lại, Hà Thanh Xuân cũng bị chỉ trích là người thứ ba. Tuy nhiên, đám cưới của họ vẫn diễn ra rất rình rang và giàu có tại tháng 5 năm 2022 với một màn cầu hôn cùng với nhẫn kim cương và rất nhiều câu ngôn tình chấn động. Con gái sống cùng với vợ cũ của doanh nhân Thắng Ngô. Sau đám cưới, Hà Thanh Xuân sinh sống cùng chồng tại Việt Nam. Cô có nhiều lần gặp gỡ con riêng của chồng. Ngoài ra, vua cá coi cho biết để lại hầu hết tài sản cho vợ cũ và lập cơ sở kinh doanh mới. Nếu vì tiền, chắc chắn Xuân không chọn tôi vì có nhiều đại gia theo đuổi cô ấy. Nam doanh nhân từng chia sẻ, khi mới cưới không chỉ quấn quýt ở Việt Nam, cặp vợ chồng đồng hành cả khi Hà Thanh Xuân sang Mỹ biểu diễn, Thắng Ngô thích thể hiện tình cảm, khích lệ vợ, theo đuổi nghệ thuật. Anh thường xuyên quay hình ảnh hạnh phúc. Bố ruột của Hà Thanh Xuân thì cho biết, chỉ cần con gái mình hạnh phúc thì luôn luôn ủng hộ. Cách đây một năm, Hà Thanh Xuân không còn đăng ảnh chồng, nhiều tranh cãi diễn ra, tuy nhiên Thắng Ngô vẫn luôn luôn chia sẻ bài đăng của vợ lên trên mạng xã hội, luôn nói cảm ơn trước những lời chúc phúc. Nam doanh nhân còn chia sẻ, tháng 8 vừa qua, Hà Thanh Xuân về Việt Nam thăm mình nhưng đã phải đi diễn xa. Điều này như một động thái níu kéo Hà Thanh Xuân, tuy vậy cho đến nay, mọi việc đã chấm dứt. Hiện tại Hà Thanh Xuân đã về Mỹ sinh sống, cô chăm chỉ chạy show, đi mua sắm, đi du lịch và thăng hạng về nhan sắc. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều tài sản đáng nể. Cô từng chia sẻ đang ở trong một căn biệt thự rộng rãi hàng trăm mét vuông ở Mỹ với vườn tược và tiện nghi đầy đủ. Dù không hé lộ cụ thể nội thất bên trong, nhưng nhiều người phần nào ước tính giá trị bất động sản này có giá không dưới triệu đô. Trong một đoạn clip được chia sẻ, Hà Thanh Xuân cho biết cô không ngại chi tiền để thiết kế sân vườn, làm nơi thư giãn và phòng tập nhạc cho chính mình. Cô thường xuyên đi chuyên cơ riêng du lịch. Trong một lần khác, nữ ca sĩ đăng clip mua xe cũng vô tình hé lộ cô đang sở hữu bộ sưu tập gồm 5 chiếc xe. Đây là chiếc xe đầu tiên tôi chọn màu đen, 4 chiếc xe trước tôi đều đi màu trắng nên chiếc này cần thay đổi phong thủy. Hy vọng chiếc xe mới này sẽ đem nhiều may mắn cho mình. Hà Thanh Xuân chia sẻ. Cô thường du lịch check-in tại các địa điểm nổi tiếng tại châu Âu, không cần nói cũng biết có cuộc sống sang chảnh và giàu có cỡ nào. Sau cuộc tình tan vỡ thì nhiều người tò mò rằng vợ cũ của vua cá coi hiện tại sống ra sao, người phụ nữ Tào Khang đã ở bên chồng 15 năm từ thời tay trắng. Trước đó, Thanh Đào từng lên tiếng giải oan cho Hà Thanh Xuân. Thời điểm cô ấy xuất hiện giữa chúng tôi đã có sự giãn nứt, tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho người thứ ba, thứ tư hay thứ năm bởi vì sự bản lĩnh của mình mới là quan trọng. Nếu có ai đó xuất hiện hay tác động,
Nếu như tôi có bản lĩnh thì sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện. Cả hai có thể là chưa đủ thời gian hàn gắn mối quan hệ. Tôi cũng không làm tốt việc chữa lành tổn thương cho cả hai. Tôi nhắc lại một lần nữa, cô ấy không có lỗi trong chuyện này. Vợ cũ vua cá coi từng chia sẻ. Cô cũng cho biết doanh nhân Thắng Ngô sẽ mãi mãi là người thân với mình bởi vì họ có hôn nhân 15 năm và có con gái chung. Con gái luôn luôn có bà ở bên cạnh. Trước đó vào năm 2019 khi còn sánh bước bên chồng, Thanh Đào trông khá tròn trịa, già dặn và ăn mặc xuề xòa. Hiện tại, cô thay đổi chóng mặt khó ai nhận ra. Thanh Đào chăm chỉ tập thể dục, giảm cân, ăn mặc trẻ trung xanh điệu. Nhiều người nhận xét trẻ ra cả chục tuổi. Ngoài ra, chị còn làm chủ cơ sở kinh doanh có cuộc sống sang chảnh, thường xuyên đi du lịch cùng với con gái và bạn bè. Thời thiếu nữ tôi chỉ có 43 cân, khá nhỏ nhắn và dễ thương. Lúc kết hôn với anh Thắng tôi ở mức 48 cân. Sau khi cưới, tôi buông thả và cũng là sai lầm của tôi. Thực ra bây giờ không có gì thay đổi mà là tôi trở về của chính tôi ngày trước mà thôi. Vợ cũ đại gia Thắng Ngô nói về sự thay đổi ngoại hình. Nhiều người cho rằng vợ cũ của vua cá coi chính là minh chứng cho câu nói. Hóa ra người con gái đẹp nhất khi không thuộc về ai. Người vợ Tào Khang chia sẻ để có được sự nghiệp thành công như hôm nay, chị Thanh Đào đã không ít lần ngậm đắng nuốt cay trước sự vô tâm của chồng cũ. Điều duy nhất giúp cho chị vượt qua là tình yêu lớn dành cho chồng. Vợ cũ của vua cá coi vừa khóc vừa tiết lộ, không ít lần chị ghen tị với con cá. Nhiều khi, lúc vợ đau, vợ ốm, sức khỏe không tốt, thì Thắng Ngô lại lủi thủi bên hồ cá, nói chuyện với cá và hôn cá. Thậm chí Thanh Đào cho biết, không ít lần cô tỏ ra khó chịu cho người, nhưng vẫn nhận về sự lạnh nhạt của ông xã khi họ còn hôn nhân. Dù đã ly hôn nhưng Thanh Đào vẫn giữ hình ảnh của gia đình trên trang cá nhân. Cô chia sẻ, bản thân đang rất hạnh phúc tận hưởng nhịp sống bận rộn, bắt đầu từ 6:30 sáng cho đến 17:30 chiều. Cho dù công việc và cuộc sống có bao bộn bề chao đảo, hãy luôn động viên bản thân không ngừng phát triển học hỏi để vượt khó và làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình. Điều quan trọng là đừng đánh rơi nụ cười, đó chính là năng lượng tích cực để ta không thấy mệt mỏi hay chùn bước trước trở ngại trên con đường mà mình đã chọn, Thanh Đào viết trên trang cá nhân. Ở một số bức ảnh hiếm hoi khác, vợ cũ của vua cá coi mặc áo dài nền đã, kẹp tóc điệu đà, có khi mặc quần jean, áo sơ mi trẻ trung sánh đôi cùng với con gái. Vóc dáng thon gọn tôn lên sự dịu dàng và duyên dáng. Nữ doanh nhân bày tỏ, may mắn khi nhận ra một điều thật đơn giản. Đã quá lâu mình không hề biết, đó là khi bạn biết yêu chính mình thì sẽ có rất nhiều người yêu quý bạn. Vua cá coi Thắng Ngô sinh năm 1975 từng phục vụ trong quân đội, là đại gia cá coi máu mặt tại Việt Nam. Ông là chủ của công ty Ruby Coi Farm, Ruby là tên của con gái ông. Sau này Thắng Ngô đã để lại tài sản cho vợ cũ. Ở tuổi 48, ông sở hữu một thân hình to cao và cơ bắp chắc khỏe, là đại diện duy nhất Việt Nam trở thành giám khảo trong cuộc thi cá coi quốc tế All Japan Nishikigoi Show. Anh không ngại đổ tiền vào các thú vui, hàng loạt siêu xe tiền tỷ, có chiếc có trị giá lên đến hơn 20 tỷ đồng, nổi tiếng là một người đàn ông giàu có. Ngoài ra thì có một body chắc khỏe bởi vì rất thường xuyên tập luyện thể dục thể thao. Hiện tại anh đang sống một mình ở Việt Nam với cơ sở kinh doanh của mình.